Người tình màn ảnh của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị gọi là cha nam. Trần Chiết Viễn, người tình màn ảnh của Triệu Lộ Tư, bất ngờ bị gọi là cha nam vì bắt cá hai tay. Là một trong những gương mặt mới nổi của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng Trần Chiết Viễn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng, nam diễn viên rất dễ dàng tạo chemistry với bạn diễn nữ. Thế nhưng, mới đây, anh chàng bất ngờ bị cộng đồng mạng tố là cha nam, bắt cá hai tay. Cụ thể, đêm hôm trước vừa ôm hôn Thẩm Nguyệt, ngày hôm sau Trần Chiết Viễn đã bị bắt gặp cõng và bế Triệu Lộ Tư ở ngoài bãi biển. Tình huống giờ khóc giờ cười này đã khiến khán giả không khỏi thích thú. Cộng đồng mạng thậm chí còn trêu đùa Trần Chiết Viễn là cha nam vì đêm hôm trước vừa tan biến khiến người yêu khóc nức nở, hôm sau đã hết bế lại cõng bạn gái mới bên bờ biển. Được biết, phân đoạn Trần Chiết Viễn hôn và tan biến trước mặt Thẩm Nguyệt là một cảnh thuộc bộ phim Bạn Trai Phản Diện Của Tôi. Trong phim, Trần Chiết Viễn vào vai Tiêu Vô Địch, một nhân vật nam phụ phản diện trong câu chuyện ngôn tình do nữ chính sáng tác. Anh chàng dọn đến sống ngay sát nhà nam tình. Với sự thông minh và mưu mô của mình, Vô Địch hết lần này đến lần khác bày kế để trêu chọc, hù dọa và tống tiền nam tinh, trong khi cô nàng tìm trăm phương ngàn kế vẫn bất lực không đối phó nổi nhân vật do chính mình viết nên. Cả hai thường xuyên đối đầu khiến nam tinh dần mất hy vọng vào một tình yêu mỹ mãn trong cuộc sống thực tại. Thế nhưng, ai ngờ tên Tiêu Vô Địch lạnh lùng bá đạo kia, sau bao ngày tiếp xúc nam tinh lại dần nảy sinh tình cảm yêu mến cô gái nhỏ lúc nào không hay. Trong khi đó, Trần Chiết Viễn và Triệu Lộ Tư hiện vẫn đang ghi hình cho bộ phim chuyển thể nổi tiếng Vụng Trộm Không Thể Giấu. Hình ảnh cặp đôi thân mật như trên được chụp lại khi cả hai đang thực hiện ghi hình cho dự án tại bối cảnh bãi biển. Vụng Trộm Không Thể Giấu, do Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. Mặc dù gây nhiều tranh cãi ngay từ khi mới khai máy, nhưng không thể phủ nhận sức hút của dự án này ở thời điểm hiện tại.